Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình mới làm một đĩa bánh tráng trộn. Ở ngoài trời mưa to quá, không biết làm gì, làm một đĩa bánh tráng trộn ăn mình chơi. Mời cả nhà nha. Đây là bánh tráng trộn khô bò. Đây, miếng khô bò đây. Không biết có cay không để mình ăn thử nha bạn. Mời cả nhà nha. Ngon lắm các bạn. Bánh tráng trộn này gồm có xoài nè, rau răm, bánh tráng, khô bò, trứng cút, đậu phộng. Đây là phòng này. Mưa mà làm món bánh tráng trộn này ăn khoái khẩu luôn các bạn. Ngoài mưa to. Có cả con ruốc nữa, có cả con ruốc nha các bạn. À, miếng khô bò rất là ngon luôn các bạn. Nhiều người ta chọn với khô gà nữa. Mình làm đĩa chà bá luôn. Trứng cút. Đây là trứng cút. Cách làm bánh tráng trộn này cũng dễ lắm các bạn. Các bạn có thể search trên Google là tự tìm cách làm cũng được. Rất là ngon. Nay mưa trẻ con ở nhà nhiều, ra làm quá trời.
Ôi gió, các bạn nghe tiếng gió không? Gió quá trời, mưa to nữa. Đây là cơm cháy chả bông các bạn. Chị sẽ ăn thử xem mới có ngon không. Đây, miếng cơm cháy các bạn. Rất là giòn. Nói rất là thơm không? Ngon quá. Mưa mà có những món ăn vặt như bánh trắng trộn cơm cháy rất là khoái khẩu nữa ha. Nó cay vừa phải. Tiếng cục. Người Việt Nam mình thường rất thích ăn món này, đặc biệt là kem học sinh. Món khoái khẩu. Giá cả phải chăng mà lại còn rẻ nữa. Miếng khô bò rất là thơm. Đây, có miếng chà bông nè.
Miếng trà bông càng nhai càng giòn càng đá luôn á. Thường bánh tráng là sản xuất từ Tây Ninh, tại vì Tây Ninh là đặc sản của bánh. Thôi video mình xin kết thúc tại đây đây. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Ánh Chuông Bên Cạnh, nhớ share để ủng hộ kênh của mình nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye.